Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài số 4, đó là bài Thông tin liên lạc bằng công nghệ. Thì nội dung của cái bài này ở trong sách giáo khoa về phần lý thuyết thì cũng được ghi khá kỹ càng, các bạn có thể xem thêm ở trong sách giáo khoa của mình. Thì mình sẽ tóm gọn lại những cái ý đó và mình sẽ giúp các bạn giải thích và trả lời một số cái câu hỏi trong sách. À, trước khi trả lời cái câu hỏi thì các bạn cũng cần phải biết là như cái tiêu đề đã ghi rất rõ ràng đó là thông tin liên lạc bằng công nghệ thì như vậy ở trong đây nói chủ yếu về cái việc là liên lạc nhưng mà liên lạc với nhau không phải là bằng à, hư bình thường qua bưu điện mà là liên lạc bằng công nghệ à, liên lạc ở đây có thể là gửi hư, nói chuyện trao đổi à, hoặc là có thể nhìn thấy mặt ở với nhau à, bằng công nghệ thì nhờ công nghệ mà các bạn sẽ giúp cho cái việc liên lạc này à, rất là nhanh chóng và nhiều thuận lợi có thể thấy mặt thấy hình của nhau thì cái việc uh, thông tin liên lạc bằng công nghệ này thì người ta sẽ gom lại có bốn cách để các bạn có thể liên lạc với nhau mà thường gặp nhất hiện tại uh, cái cách liên lạc bằng công nghệ thứ nhất đó là bằng hư điện tử mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ở cái bài trước uh, ví dụ như cách tạo hư điện tử uh, mà ví dụ đó chính là hư điện, uh, điện tử của gmail ngoài hư điện tử của gmail À, thì còn có hư điện tử của Yahoo, của Outlook và của nhiều nhà cung cấp dịch vụ hư điện tử khác nữa nhưng mà Gmail và Yahoo là được sử dụng phổ biến trong đó Gmail là được sử dụng nhiều nhất vì nó liên quan đến tài khoản của Google và các bạn sẽ sử dụng thường xuyên hơn đó là cái cách liên lạc đầu tiên bằng hư điện tử hay người ta còn gọi là email dùng để gửi mail, gửi hư thông à, qua mạng internet à, và cái cách liên lạc bằng công nghệ thứ hai đó là liên lạc bằng tin nhắn tức thời thì tin nhắn tức thời các bạn cũng sẽ uh, giúp các bạn liên lạc được rất là nhanh như cái tên của nó là tin nhắn thì chủ yếu là các bạn gửi những cái đoạn tin nhắn ngắn và tức thời có nghĩa là bạn nhận được nhanh hơn nhanh trong tức thời thôi thì những cái ứng dụng mà các bạn sử dụng tin nhắn tức thời ngày nay các bạn sử dụng phổ biến đó là cái ứng dụng uh, facebook messenger À, các bạn nhớ nha ứng dụng messenger của facebook ấy. và cái thứ hai mà các bạn sử dụng cũng thường đó là uh, skype và zalo đó đó là cái cách uh, tin nhắn tức thời có nghĩa là các bạn sẽ nhận được tin nhắn uh, cho nhau uh, tức thời nhanh nhưng mà cần phải có mạng internet và cái dịch uh, vụ thứ ba giúp cho các bạn có thể uh, liên lạc bằng công nghệ đó là tin nhắn di động thì tin nhắn di động ở đây đó là nhờ sự phát triển của điện thoại mạng uh, viễn thông thì các bạn có thể nhắn tin cho nhau từ ở những nơi rất xa ở trên trái đất mà các bạn cũng có thể nhắn cho nhau được nhưng mà mọi cái nó đều có ưu nhược điểm của nó ví dụ như các bạn thấy uh, tin nhắn di động thì nó không có những giống như những cách trên đây uh, các bạn cần phải có đăng ký một số điện thoại thuê bao điện thoại của một cái nhà mạng nào đó thì các bạn mới sử dụng được cái tin nhắn di động này đó là cái uh, cách liên lạc bằng công nghệ thứ ba và cái cách liên lạc cuối cùng và là cao nhất bây giờ đó là hội nghị trực tuyến thì hội nghị trực tuyến các bạn cần phải có mạng internet và cũng cần phải có những cái thiết bị à, bởi vì nó là hội nghị mà nên các bạn cần phải nhìn thấy mặt nhau thì một số nhà cung cấp dịch vụ hội nghị trực tuyến mà ngày nay các bạn sẽ sử dụng nhiều à, đó là gần đây nhất thì các bạn thấy dịch vụ của phần mềm họp trực tuyến zoom có một thời gian các bạn thấy zoom rất là nổi thì đó cũng là một số cái uh, dịch vụ họp trực tuyến như là zoom rồi các bạn có thể họp trực tuyến ở trên zalo uh, cũng được rồi các bạn có thể họp trực tuyến trên skype rồi các bạn cũng có thể họp trực tuyến ở trên cái phần mềm của uh, office microsoft đó là microsoft team đó thì các bạn thấy đó là những cái dịch vụ cung cấp hội nghị trực tuyến thì hội nghị trực tuyến các bạn có thể vừa nói chuyện mà vừa nhìn thấy mặt lẫn nhau đang nói chuyện như bình thường trước một cái màn hình như thế này từ từ như thế này đó là bốn cái dịch vụ giúp cho các bạn liên lạc rất nhanh thời công nghệ như hiện nay thì các bạn chỉ cần nhớ những ý như vậy và các bạn có thể xem thêm ở trong sách để biết rõ hơn và ở đây sẽ có một cái câu hỏi là mô tả sự giống nhau và khác nhau giữa dịch vụ nhắn tin tức thời và dịch vụ nhắn tin di động thì hai cái này nó giống nhau ở chỗ nó đều là dùng để nhắn tin. Đó dùng để nhắn tin nha các bạn. À, còn cái nhắn tin tức thời thì các bạn chỉ như uh, Messenger của Facebook hay là Skype hay là Zalo thì các bạn thấy nhắn tin tức thời đó các bạn cần phải có internet còn tin nhắn di động thì các bạn không cần phải có internet nhưng mà các bạn cần phải có thuê uh, bao đăng ký một cái thuê bao của một nhà mạng phải có một cái số điện thoại các bạn đó là cái sự khác nhau cơ bản thì còn những cái khác thì các bạn tự tìm hiểu thêm và cái câu hỏi là trong các dịch vụ thông tin liên lạc sau đây dịch vụ nào không đòi hỏi người sử dụng đồng thời phải trực tuyến thì những dịch vụ không cần phải trực tuyến đó là tin nhắn tức thời cũng không cần bởi vì khi mà các bạn trực tiến bên đây các bạn nhắn qua bên kia thì người ta không cần trực tiến người ta vẫn nhận được khi nào mà người ta trực tiến người ta sẽ nhận được thôi còn khi mà người ta không trực tiến thì thì các bạn cũng vẫn nhắn được rồi à, gọi điện thoại gọi điện thoại có phải yêu cầu người kia trực tiến không các bạn chắc chắn là phải có rồi bởi vì nếu gọi điện thoại người kia không có trực tiến thì các bạn sẽ không gọi điện thoại được nhưng mà gọi điện thoại ấy, thì À, không phải là trực tuyến nha các bạn gọi điện thoại chỉ là uh, liên lạc bằng uh, di động thôi còn ở đây uh, trực tuyến ở đây mà người ta có thể hỏi có thể là online chẳng hạn thì dịch vụ nào đòi hỏi người sử dụng đồng thời phải trực tuyến có thể nếu như các bạn hiểu theo cái kiểu là đang trực tuyến ở đây là trực tuyến uh, online hay là trực tuyến Uh, mạng điện thoại đối với mạng điện thoại thì nó không không dùng là trực tuyến mà các bạn cũng phải là đang ở chế độ là nghe gọi và đang ở trạng thái nhận thì mới gọi là gọi điện thoại được như vậy thì uh, mình sẽ có thể các bạn chọn uh, tin nhắn tức thời không đòi hỏi người sử dụng phải đồng thời trực tuyến bởi vì khi mà người ta uh, nếu như không trực tuyến là người ta offline đi thì khi mà người ta trực tuyến lại rồi người ta sẽ nhận được nha các bạn uh, còn hội nghị trực tuyến Hội nghị trực tuyến thì bắt buộc phải đồng thời trực tuyến. Đó như vậy thì các bạn sẽ không chọn cái này. Và trong cái câu trả lời này thì các bạn chỉ cần chọn trả lời ba cái này, thứ nhất đó là à, tin nhắn tức thời, à, gọi điện thoại và email. Là không đòi hỏi người sử dụng đồng thời phải trực tuyến, à mình nói nhầm. À, chỉ cái tin nhắn tức thời và email thôi, còn hội nghị trực tuyến và gọi điện thoại là cần phải trực tuyến. Đó các bạn lưu ý nha, còn tin nhắn tức thời và email thì không cần Mà ở đây người ta hỏi dịch vụ nào không đòi hỏi Thì mình chọn cái tin nhắn tức thời và cái email Đó, còn hai cái này bắt buộc phải trực tuyến thì các bạn mới liên hệ với nhau được Và câu số 3 là người sẽ hỏi các bạn là Dịch vụ thông tin liên lạc Google thuộc dạng thông tin liên lạc nào Thì người ta trên đây có ghi rõ là hội nghị trực tuyến Thì các bạn cứ chọn vào cái ô hội nghị trực tuyến thôi Và ở cái phần tăng tốc này người ta hỏi là Em hãy mô tả những dịch vụ cần có, dịch vụ thiết bị khi sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc sao? Ví dụ như email. Khi sử dụng email thì các bạn cần có cái gì các bạn? Khi sử dụng email thì các bạn cần phải có một cái tài khoản thư điện tử. Đó là cái bắt buộc. Và khi các bạn sử dụng email này các bạn cần phải có internet thì các bạn mới sử dụng được nha các bạn. Đó, đầu tiên là các bạn phải có internet. Sau khi có internet xong các bạn cần phải có đăng ký một cái tài khoản email của mình là nhà cung cấp dịch vụ ví dụ như gmail hay yahoo hay cái gì đó thì các bạn mới sử dụng được còn cái tin nhắn di động này thì muốn sử dụng được cái tin nhắn di động đầu tiên các bạn cần phải có thiết bị đó là điện thoại di động có điện thoại rồi các bạn cần phải đăng ký cho mình một cái sim số của một cái nhà mạng mobi vnam uh, viettel nào đó thì các bạn mới sử dụng được cái này còn hội nghị trực tuyến thì các bạn cần phải có thứ nhất đó là internet nè nhà cung cấp internet rồi các bạn cần phải có những cái thiết bị như là micro để các bạn có thể nói chuyện với nhau tay head, headphone hay tai nghe để các bạn có thể nghe bên kia nói chuyện và webcam để các bạn có thể nhìn thấy được nhau đó ở phần về đích này thì sẽ hỏi các bạn là trong các dịch vụ thông tin liên lạc mà em vừa tìm hiểu dịch vụ nào sẽ có chất lượng càng cao khi có đường truyền internet tốc độ càng cao tại sao thì trong những cái dịch vụ đó các bạn sẽ thấy có cái dịch vụ là hội nghị trực tuyến nếu như cái dịch vụ hội nghị trực tuyến này sẽ đạt được chất lượng cao nhất khi mà các bạn đường truyền internet à, tốt nhất bởi vì sao? bởi vì khi mà cái đường truyền internet không tốt thì các bạn sẽ thấy khi hội nghị trực tuyến à, có thể các bạn sẽ nghe không được tiếng của nhau nói à, hoặc là cái âm thanh đó nó sẽ bị giật nó, nó nghe lúc được lúc không và có thể các bạn sẽ không nhìn thấy mặt được nhau vì đường truyền tín hiệu kém hoặc là thấy à, phân nửa hoặc là lúc thấy lúc không à, cũng như là âm thanh cũng vậy thì chính vì vậy trong những dịch vụ đó hội nghị trực tuyến sẽ có đường truyền internet tốc độ càng cao thì kết quả của cái hội nghị đó mang lại sẽ càng tốt nhất thì nội dung của cái bài số 4 này thì mình chỉ có những cái ý chính như vậy thôi à, các bạn nhớ xem thêm ở trong sách à, giáo khoa để biết thêm cụ thể về bốn à, cái cách thông tin liên lạc mà mình vừa nói à, một cách tương đối ngắn gọn để cho bạn dễ hiểu à, thì nếu như có chỗ nào các bạn à, không hiểu à, các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video à, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn à, hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn à, cảm ơn các bạn đã xem video